mấy năm? Dạ không, nó nhiều nó sợ quá bụng giờ không. Thưa cha, con được ơn của Chúa chữa lành bệnh cho con là con bị ung thư đại tràng. Dạ, trước đây con đến đây rồi con cầu nguyện xong về con ra Hà Nội, con chữa bệnh rồi con nằm trong phòng mổ 3 ngày. Trong mấy người mổ cùng con là con 3 ngày là con tỉnh được, con đi được ạ. Còn mấy người kia không đi được ạ. Được ơn của Chúa, nay con vô làm chứng cho Chúa. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì? Con tên là Đậu Văn Trung, quê Đậu Văn Trung. Dạ, Đậu Văn Trung ở huyện Nhân Châu, tỉnh Nghệ An. Con năm nay 34 tuổi ạ. Làm nghề gì? Con làm nghề đi biển ạ. Con làm nghề đi biển và con bị ung thư đại tràng vậy bao lâu? Con mới phát hiện là được 15 ngày ạ. Nhưng mà sau giờ bác sĩ nói nếu mà giá một tuần nữa là có khả năng nguy ạ. Vâng, cho nên cái bệnh ung thư chúng ta thấy có khi mình phát hiện ra thì đã là thời kỳ cuối rồi. Cái này là anh ấy phát hiện ra và bác sĩ bảo nếu mà 15 ngày nữa thì cũng có thể là khả năng tử vong. Và đây là... Thưa cha, đây là kết quả là sao con mới ra ngoài Hà Nội mới về ạ. Bao lâu? Con mới ra Hà Nội mới về bữa mấy ngày, và bữa 16 tháng Giêng đấy ạ. Vâng, thưa anh chị em, đây là Bộ Y tế, Bệnh viện K, khoa nội soi, kết phiếu nội soi đại trực tràng của một người tên là Đậu Văn Trung, địa chỉ Nghệ An, chẩn đoán lâm sàng là khối u ác ở trực tràng. Và bây giờ bác sĩ đã xác nhận kết luận là đã hoàn toàn mạnh khỏe. Đây là giấy xác nhận của bác sĩ. Còn đeo cái gì đấy? Vòng bạc. Hả? Vòng bạc ạ. À, vòng bạc, nhưng mà có Chúa không? Dạ không ạ. Vậy con có đạo không? Thưa cha, con là người bên lương ạ. Vậy con là người bên lương, sao con biết Chúa mà con đến cầu nguyện để Chúa chữa lành cho con? Dạ thưa cha, con đã được một người anh cũng ngoài quê giới thiệu ạ. Và anh ấy cho con cái chuỗi hạc với cái đai với cái sách con cầu nguyện hàng ngày ạ. Vâng, thưa anh chị em, một người anh bà con hay bạn? Anh bạn của anh dễ ạ. Anh bạn của anh bạn là cho anh ấy cái chằng chuỗi, đây là chằng chuỗi. Chuỗi này đáng lẽ là đeo vào cổ, anh quấn 3 vòng đeo vào tay. Con gỡ ra cho đeo vào cổ cho con. Rồi cho con cái vòng đeo tay. Đây, thích đeo tay cho cái đeo tay. To, này to lắm. Rồi gỡ ra đeo cổ đi. Thưa anh chị em, một người ngoại đạo hết sức là dễ thương, đeo vòng này. Càng gỡ càng rối. Để cho tặng cho con, đây là vòng tay nha. Còn đây là vòng cổ nha. Còn vòng bạc cất đi nha. Bán làm bác cái. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ con và mẹ con được mạnh khỏe. Rồi, đây là có phải là cuốn sách này không? Dạ. Đúng không? Rồi, đây cho tặng cho vợ con một cái, mẹ con một cái, vợ con cái quạt nha. Thích con, cha cho con, cho vợ con một cái chuỗi hạt nhỏ vòng tay. À, vợ con chuỗi hạt thì... Vợ hạt, ba đứa con ba cái luôn. Ba đứa con ba cái. Đây. Đây, ba đứa con ba cái. Rồi đây, đủ hết nhé. Một vợ, ba con, phải không? Rồi, con là người đạo thờ cái gì? Con thờ ông, thờ bà. Thờ ông, thờ bà, bởi con thờ Chúa chưa? À, không ạ, vì bữa nay là con tín thác vào Chúa, con thờ Chúa. Bữa nay là con tín thác vào Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con.